cho các bạn Snapdragon 660, RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB, pin 3500, màn hình 6.3 inch và độ phân giải là Full HD cộng. Đó chính là những thông tin cơ bản nhất về chiếc điện thoại Realme 2 Pro và mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem là chi tiết hơn bên trong là cái gì. Thì đây là cái bên ngoài của chiếc hộp Realme Pro 2. Bạn quay phim dặn mình là đừng có nói gì nhiều tại vì bên hộp bên ngoài không có gì hết, bên trong cũng chẳng có gì hết ngoài một ốp lưng bằng silicon bảo vệ, một pin, một sạc. Rồi đơn giản vậy thôi. Mình tập trung hơn nói về cái máy. Cái điểm đầu tiên mình sẽ nói chính là về màn hình của nó. Thì như các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái màn hình kích thước là 6.3 inch và độ phân giải là Full HD. Thì cái viền màn hình đó, nó được vác mỏng ở cả hai cạnh bên cũng như là cái cạnh phía trên. Thì thay vì thiết kế tai thỏ khá là to giống như là ở chiếc Realme 2, thì với phiên bản Realme Pro thì chúng ta sẽ có một cái tai thỏ được rút ngắn lại và nó chỉ còn giống như là một cái giọt nước ở đây thôi, để nó chứa đựng một cái cụm camera trước ở phía trước. Nếu mà để ý kỹ hơn đó, thì ngay cái phần viền ở phía trên nè là chúng ta sẽ có một cái loa thoại và nó được làm lõm sâu ở bên trong luôn, gần như là nếu mà không để ý kỹ thì sẽ không có thấy. Thì mình rất là đánh giá cao cái việc mà thiết kế loa như thế này, nó vừa tiết kiệm không gian mà nó lại vừa đẹp nữa, nó không bị lồi ra giống như những cái hãng khác. Về mặt sau thì khác với cái phiên bản Realme 2 thì vốn dĩ là cái mặt sau nó là những cái đường cắt kim cương, thì với cái phiên bản Realme 2 Pro này thì cái mặt sau nó là cả một cái khối liền và nó đồng màu luôn. Tuy nhiên thì cái màu xanh á nó hơi nhã nhã nhạt nhạt một chút xíu, và những cái góc độ khác nhau thì chúng ta sẽ thấy cái bề mặt giả kính nó sẽ bị được bo cong ở những cái viền xung quanh nè, thì cho cũng sẽ có một cái hiệu ứng quang học cũng khá là đẹp. Dù vậy thì cái bề mặt này nó hơi bị bám vân tay một chút xíu, đặc biệt là những bạn mà có mồ hôi tay nhiều á, chúng ta phải chú ý giữ vệ sinh hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cụm camera, một cụm camera kép, một cái đèn flash cũng như là một cái cảm biến vân tay ở phía sau. Về thiết kế tổng thể hoàn thiện của máy á, thì nó được bo tròn liền lạc hơn, và cái phần ghép nối giữa cái mặt sau cũng như là cái mặt trước á, nó được làm liền lạc hơn, đặc biệt là ở phía sau, là thì khi mà chúng ta cầm vào á, thì cái cảm giác cắn tay giống như là cái phiên bản giá rẻ sẽ không còn, mà chỉ còn cái cảm giác khi mà vuốt á, thì ở phía trên thì nó vẫn hơi cắn một chút xíu nhưng mà cũng không sao. Ở những cái cạnh hông thì chúng ta sẽ vẫn sẽ có những cái khu vực để gắn sim, phím tăng giảm âm lượng cũng như là phím tắt mở màn hình, đơn giản vậy thôi. Cái cạnh bên dưới thì chúng ta cũng có loa, cổng sạc micro USB cũng như là một sắp cắm tai nghe 3.5. Chi tiết hơn về cấu hình cũng như là cái hệ điều hành của cái chiếc Realme 2 Pro này, ở đây chúng ta sẽ có cái nền tảng Snapdragon 660, một con chip phải nói là tầm trung và có hiệu năng được đánh giá khá là cao. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có là RAM 8GB cũng như là bộ nhớ trong là 128GB, vẫn có thể gắn thẻ nhớ micro SD lên để mở rộng. Thì cũng tương tự như là những chiếc máy khác thì cái chiếc Realme 2 Pro này nó cũng được sử dụng cái hệ điều hành Color OS dựa trên cái nền tảng Android 8.0. Như bạn có thể thấy thì tất cả những cụm phím điều hướng ở bên dưới nó đã được lược bỏ hoàn toàn và nó thay bằng những cái cử chỉ vuốt lên để trở về home cũng như là để thoát ứng dụng, cũng như là vuốt bên trái để là phát ra ngoài. Thì cái việc này nó sẽ giúp chúng ta tận dụng được tối đa không gian hiển thị của màn hình, giúp cho cái trải nghiệm được rộng rãi hơn và thoải mái hơn. Máy có cái viên pin là 3500 mAh, có nghĩa là ít hơn so với lại con số răng khủng của cái chiếc Realme 2 là 4230. Tuy nhiên với cá nhân mình, thời lượng pin nó thì vẫn có thể đáp ứng được một cái thời gian sử dụng trung bình và cơ bản của tất cả mọi người. Sau chúng ta sẽ có một cụm camera độ phân giải là 16MP và 2MP với cũng khá là nhiều cái chế độ chụp ảnh khác nhau, như là chụp ảnh panorama, rồi chụp ảnh chân dung, cả cái chế độ chụp ảnh với nhiều cái tùy chọn khác nhau. Và đặc biệt hơn là ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái camera độ phân giải là 16 chấm luôn, và nó được hỗ trợ cái chế độ selfie 6 cấp độ làm đẹp khác nhau và chỉnh hình bằng AI nữa, thì giúp cho anh em nào có thể sống ảo được đẹp hơn và lung linh hơn. Nhìn chung với mức giá khoảng 7 triệu đồng có nghĩa là thuộc phân khúc tầm trung. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta vẫn có một cái chiếc máy nhẹ nhàng, gọn gàng, thiết kế cũng khá là đẹp và hiện đại, cũng như là cái cấu hình bên trong có thể nói là ở mức đủ dùng, thậm chí là tiệm cận với lại cả những cái chiếc máy cận cao cấp nữa. Thì mình nghĩ là với cái mức giá này, đây thật sự là một cái chiếc điện thoại khá là đáng chú ý trong phân khúc này. Những cái trải nghiệm chi tiết hơn thì các bạn có thể là xem thêm trong bài viết của mình. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.